Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại trong video tiếp theo của mình. Và lời đầu tiên thì cho phép mình xin được giới thiệu. Mình tên là Vũ Thị Vân Anh và số sinh viên của mình là CUV020HP01. Hiện nay thì mình đang là thực tập sinh của lớp K Happy Đào Eric. Và mình sẽ tiếp tục trở lại trong chuỗi series Sinh viên Eric làm gì. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục một bộ môn mới mà mình đã được học, đó chính là bộ môn quản lý cảm xúc và ứng xử. Thì chúng ta sẽ có một cái nhìn cũng như là cái biết cái cách quản lý cảm xúc của mình. Vậy thì quản lý cảm xúc là gì? Cảm xúc là một cái là những cái trạng thái cung bậc cảm xúc của con người. Nó không chỉ tác động bởi các được tác động bởi các yếu tố về môi trường, yếu tố về ngoại cảnh, mà còn được tác động bởi chính những cái sự của con người ta tạo nên. Vậy nên thì ở mỗi một sự việc, sự vật hiện xảy ra thì nó đều khiến cho mình một cái cách nhìn nhận cũng như là cách bộc lộ cảm xúc là khác nhau. Và câu nói mà mình muốn tìm hiểu ở trong bài cũng như là video của ngày hôm nay, đó chính là hơn thua so ở chính mình. Và mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình của ngày hôm qua. Hơn thua so ở chính mình. Như các bạn đã biết, ở trong đời sống nó là những cái màu sắc rất là khác biệt. Đen có, trắng có, hồng có, xanh có, đỏ cũng có. Nó tượng trưng cho cái sự may mắn, sự đen đủi, sự bất công. Và một điều nữa đó chính là trong cuộc sống thường gặp rất là nhiều, đó chính là sự hơn thua. Hơn thua ở đây có nghĩa là lòng ghen ghét, lòng đố kỵ, khiến cho các bạn trở nên thành một người sống ích kỷ, có thể hy sinh cái lợi ích của người khác, luôn luôn suy nghĩ đến lợi ích của mình. Giống như câu chuyện Tào Tháo và Lưu Bị, một ông thì có thể là sẵn sàng phụ để phụ ta chứ không bao giờ ta phụ của nước, còn thì một ông thì để phụ nước chứ ta không bao giờ để phụ ta. Có nghĩa là khi bạn sống với một người mà có một cái lòng ích kỷ nhiều quá, không thể kiềm chế, cũng không thể nào mà quản lý được cảm xúc, thì nó sẽ rất là khó và đem cho lại rất nhiều những cái sự ưu phiền. Và đặc biệt là không biết cách quản lý cảm xúc thì sẽ rất là khó đối với bạn. Thì cũng trong cuộc sống sẽ là rất là khó khăn. Và họ luôn luôn nghĩ rằng phải đặt lợi ích của mình lên trên trước, bởi vì họ luôn cảm thấy là họ bị thiệt. Sự ghen ghét, đố kỵ, sự hơn thua, đó chính là ở trong tâm của mỗi con người. Hơn thua so ở chính mình, nghĩa là họ cảm thấy chưa được tốt, họ cảm thấy người khác làm tốt hơn, họ cảm thấy nó không được ok, thì họ sẽ làm điều đó. Và mình sống làm sao mình của ngày hôm nay phải tốt hơn so với mình của ngày hôm qua, có nghĩa là mình phải luôn luôn biết rèn luyện, biết phấn đấu cái sự kiên trì, cái sự bền bỉ của mình để được tốt hơn, để được hạnh phúc hơn. Và cái môn học quản lý cảm xúc này giúp cho mình biết được là
một ngày mình đang cảm thấy như thế nào. Đôi khi hạnh phúc là một cảm xúc, nó khiến cho người ta có thêm cái động lực để làm việc hơn. Đồng thời là nó sẽ giúp cho mình có tràn đầy một cái năng lượng. Một ngày làm việc tích cực, khi mà bạn cảm thấy mình thoải mái, mình cảm thấy dễ chịu. Người ta nói là khi thức dậy và bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, đó là ngày hôm qua bạn làm việc, bạn đã làm việc quá sức, cũng như là bạn có những cái suy nghĩ nó không được tích cực. Bởi như thế là tuyến, cũng như là tuyến tụy của bạn, nó sẽ bị có vấn đề, thường là như vậy. Và trên đây là phần trình bày của mình về câu nói hơn thua so ở chính mình. Cái cốt đó chính là các bạn phải biết bản thân mình là ai, bản thân mình nghĩ gì, bản thân mình muốn gì, và từ đó mình có thể phát triển, mình rèn luyện tốt hơn và luôn luôn tiến về phía trước. Mỗi một ngày trôi qua thì chúng ta hãy để những cái việc xảy ra nó ở lại, và chúng ta phải vươn lên, phấn đấu, nhìn về phía trước, không bao giờ có thể quay về phía đằng sau. Và mình đã trình bày xong thì video của mình còn rất là nhiều thiếu sót, và mình rất là mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các bạn ở trong các video tiếp theo, để video của mình thêm phần hoàn thiện hơn. Cảm ơn sự quan tâm cũng như là sự lắng nghe của các bạn ở qua video này, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nhé.